kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Kính thưa quý vị, tân Tổng Bí thư Tô Lâm đã và đang chứng tỏ mình là một người kế thừa xứng đáng của bác Nguyễn Phú Trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng và cải cách tổ chức. Sự quyết liệt và tinh thần của ông đã đang mang lại kết quả tích cực, sẽ góp phần xây dựng một Việt Nam trong sạch, minh bạch và phát triển. Mới đây, Trung ương Đảng đã đồng ý để ông Lê Minh Khái thôi chức vụ Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Theo Văn phòng Trung ương Đảng xem xét đơn xin thôi giữ các chức vụ của một số lãnh đạo cơ quan Trung ương và địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Tại hội nghị, trên cơ sở báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương Đảng nhận thấy ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang, Nguyễn Văn Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Tuyên Quang đã vi phạm các quy định của Đảng trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và quy định về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Và nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, các cán bộ nêu trên đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của các cá nhân nói trên, Trung ương Đảng đồng ý để ông Lê Minh Khái thôi giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đồng ý để các ông Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Ký, Chẩu Văn Lâm thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Vâng, có thể thấy, như lời tân Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ được đẩy mạnh theo phương châm không có ngừng nghỉ, không có vùng cấm. Như tại sáng ngày 3/8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bầu Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Tổng Bí thư nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay sau khi được bầu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp báo với sự tham gia của hàng trăm phóng viên trong nước và quốc tế. Trong trang phục com lê, màu sẫm, cà vạt màu đỏ, Tổng Bí thư tươi cười bước vào phòng họp và nói: "Xin chào các bạn." Phóng viên có hỏi: "Cảm nghĩ của ông thế nào khi được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 với tỷ lệ tuyệt đối 100%? Tổng Bí thư trả lời, nhận những lời ngắn ngủi bày tỏ tình cảm, chúc mừng, cũ là giao nhiệm vụ, tôi rất xúc động và chân thành cảm ơn tình cảm của đồng chí, đồng bào và bạn bè quốc tế. Được Trung ương tín nhiệm bầu giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung đảng Cộng sản Việt Nam, tôi nhận thức mình đang gánh vác trọng trách to lớn trước Đảng, trước nhân dân, trước những thành tựu mà Đảng ta đạt được trong hơn 94 năm qua, cũng như kỳ vọng vào sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong thời gian tới. Chúng ta đã đi được 2/3 chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, có nhiều khó khăn thách thức, nhiệm vụ còn rất nhiều, rất bộn bề, cần sự nỗ lực cố gắng vượt bậc đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra. Không có gì bằng sự đoàn kết, thống nhất, vì đó là sức mạnh của chúng ta. Tôi rất vui mừng và đoàn kết, thống nhất từ trong Đảng, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung đảng đã được lan tỏa và tiếp tục phát huy. Đây là sức mạnh giúp đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt thắng lợi mục tiêu của Đảng ta đề ra. Chắc chắn là tương lai phát triển đất nước chúng ta sẽ tươi sáng theo con đường Đảng ta đã vạch ra." Tổng Bí thư Tô Lâm đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước và Tổng Bí thư. Ông là Bộ trưởng Bộ Công an đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người dân Việt Nam với những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng. Được biết đến là người bắt được nhiều quan to nhất trong lịch sử. Chính vì vậy, Đại tướng Tô Lâm đã khẳng định được vị thế của mình như một nhà lãnh đạo kiên quyết, không khoan nhượng với mọi hành vi sai trái. Trong nhiệm kỳ là Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đã thi hành pháp luật một cách nghiêm túc và triệt để, mang lại nhiều kết quả đáng khen ngợi. Ông đã cho thấy sự quyết tâm và năng lực vượt trội khi đối mặt với những thách thức không nhỏ trong việc bắt giữ các quan chức cấp cao, thậm chí là các ủy viên trung ương. Đây là những việc làm mà không phải ai cũng có thể làm được. Một trong những vụ án nổi bật trong nhiệm kỳ của Đại tướng Tô Lâm đó chính là vụ Vạn Thịnh Phát,
đó là vụ án tham nhũng lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Hàng tấn hồ sơ được thu thập và xử lý một cách triệt để. Bên cạnh đó, còn có các vụ án như Tân Hoàng Minh và FLC v.v. cũng đã được đưa ra ánh sáng nhờ vào sự quyết tâm và chỉ đạo sắc bén của Đại tướng. Những thành công này không chỉ là minh chứng cho năng lực của ông mà còn thể hiện sự kiên định trong công tác phòng chống tham nhũng. Không chỉ dừng lại ở việc bắt giữ các quan chức tham nhũng, Đại tướng Tô Lâm còn tạo được một bước ngoặt lớn trong công tác này. Có lẽ trước ông thì chưa có một đời bộ trưởng nào làm được những điều tương tự. Việc bắt giữ các quan chức tham nhũng từ to đến bé đã tạo nên một hiệu ứng răn đe mạnh mẽ, góp phần làm trong sạch bộ máy nhà nước. Điều này càng trở nên đáng khen ngợi. Như chúng ta đều biết rằng, việc bắt giữ quan chức cấp cao là không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi một cách quy trình chặt chẽ, có sách vở và chuẩn mực rõ ràng. Những người mà trước đây chúng ta luôn gọi là vùng cấm, vùng ngoại lệ, không thể đụng tới. Nhưng Đại tướng Tô Lâm đã làm được. Những người mà không ưng Đại tướng Tô Lâm, chủ yếu đó là những kẻ tham nhũng và những kẻ chống đối nhà nước chúng ta. Họ tìm cách kích động và chống đối để tự bảo vệ mình khỏi bị trừng phạt. Quan tham thì tìm cách kích động dư luận nhằm tạo áp lực và giảm bớt sự chú ý vào những hành vi sai trái của họ. Còn những kẻ phản động thì chúng luôn dùng những mưu đồ cũng không ngần ngại chửi bới để làm giảm uy tín của Đại tướng Tô Lâm và ngành công an. Tuy nhiên, điều này không làm giảm đi sự kính trọng và biết ơn của người dân chân chính dành cho Đại tướng. Không những thế, tướng Tô Lâm với vai trò là Bộ trưởng Bộ Công an đã có nhiều đóng góp đáng kể trong việc tinh gọn bộ máy và thực hiện các cải cách hiện đại hóa trong ngành công an. Những nỗ lực của ông không chỉ giúp cải thiện hiệu quả hoạt động của lực lượng công an mà còn nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc tinh gọn bộ máy là một nhiệm vụ cấp thiết nhằm giảm bớt tình trạng cồng kềnh, chồng chéo trong công tác quản lý, đồng thời tối ưu hóa nguồn lực và tăng cường hiệu quả làm việc. Các cải cách hiện đại hóa cũng tập trung vào việc ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ và cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an ninh trật tự xã hội một cách bền vững, chỉ đạo nhiều dự án quan trọng, bao gồm việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tiêu chuẩn quốc tế và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh trật tự. Trong bối cảnh chính trị hiện nay, vai trò của Đại tướng Tô Lâm càng trở nên quan trọng và đáng ghi nhận hơn bao giờ hết. Ông không chỉ là Bộ trưởng Công an xuất sắc mà còn là một tấm gương sáng về lòng kiên định và sự công tâm trong công tác phòng chống tham nhũng. Những thành tựu mà ông đạt được là minh chứng rõ ràng nhất cho tài năng và sự quyết tâm của ông. Nhìn lại những gì mà Đại tướng Tô Lâm đã làm, chúng ta không thể phủ nhận rằng ông là một trong những bộ trưởng công an xuất sắc nhất trong lịch sử Việt Nam. Với tinh thần không khoan nhượng, không có vùng cấm và sự kiên định trong công việc, ông đã và đang góp phần quan trọng trong việc làm sạch bộ máy nhà nước, mang lại niềm tin cho người dân vào sự công bằng và minh bạch của pháp luật. Với tất cả những thành tựu đó, chúng ta có thể tự hào rằng Đại tướng Tô Lâm được biết đến và ghi nhận trong cuộc chiến chống tham nhũng của Việt Nam. Sự kính trọng và biết ơn của người dân dành cho ông sẽ mãi mãi không phai nhạt. Chính vì vậy, Đại tướng Tô Lâm, Chủ tịch nước, hoàn toàn xứng đáng khi lên giữ chức vụ đứng đầu đảng, đó là Tổng Bí thư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vạch trần sự thật những sai phạm khiến Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị bị kỷ luật, con trai nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Quý vị thân mến, ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, là một chính khách Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ông từng làm Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020 và là Bí thư tỉnh ủy trẻ nhất nước ở thời điểm được bổ nhiệm năm 2015. Ông Nguyễn Thanh Nghị là con trai của ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Trong nhiệm kỳ làm Thủ tướng Chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng, ngoài việc đưa nền kinh tế đất nước được hội nhập với các nước trong khu vực, thu hút được đầu tư nước ngoài tiếp cận được với nguồn vốn ODA. Trong thời kỳ ông làm Thủ tướng Chính phủ, đây cũng là giai đoạn mà tham nhũng tiêu cực được đẩy lên đến đỉnh điểm với những đại án lớn như cố ý làm trái quy định của pháp luật tại tập đoàn Vinashin, vụ án Trịnh Xuân Thanh hay Đinh La Thăng có liên quan đến tập đoàn Dầu khí Việt Nam hay Bộ Tài nguyên và Môi trường do có vi phạm trong sự cố môi trường biển Formosa không bị xử lý. Nhưng đến khi Tổng Bí thư lên làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thì những đại án này mới được đưa ra xét xử một cách công khai, minh bạch.
và có rất nhiều các dự án trọng điểm của quốc gia làm chậm tiến độ đội vốn, gây nhức nhối trong một thời gian dài như dự án đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội gồm các tuyến Nhổn Ga Hà Nội, Cát Linh Hà Đông, Yên Viên, Ngọc Hồi đã đội vốn so với phê duyệt ban đầu lên đến 28.886 tỷ đồng. Tuyến đường sắt đô thị đội vốn nhiều nhất cần phải nhắc đến là tuyến đường sắt đô thị số 1 của thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến bến Thành Suối Tiên đã tăng từ 17.000 tỷ lên 47.000 tỷ, mức độ vốn khoảng 30.000 tỷ đồng, hay tuyến tàu điện ngầm số 2 bến Thành Tham Lương dài 9,2 km. Dự án được phê duyệt vào năm 2010 so với mức đầu tư ban đầu khoảng 26.100 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, ước tính mức đầu tư của dự án này vào khoảng 47.000 tỷ đồng, đội vốn 21.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã phát biểu trước hội nghị với trọng trách là Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu chính phủ và xin thành thật nhận lỗi trước Quốc hội, trước toàn Đảng, toàn dân về tất cả những yếu kém, khuyết điểm của chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, nhất là những yếu kém, khuyết điểm trong kiểm tra, giám sát hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong nước, một số tập đoàn, tổng công ty, điển hình là Vinashin, Vinanai, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, có nhiều sai phạm, gây tổn thất và hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt, ảnh hưởng lớn đến uy tín và vai trò của kinh tế nhà nước. Và tại thời điểm đó thì chưa có văn hóa từ chức như bây giờ, nên chúng ta cần thấy rằng văn hóa từ chức theo quy định số 41 quy định của Trung ương vào ngày 3 tháng 11 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với các cán bộ là một trong những quy định hết sức đúng đắn, tạo ra bước đột phá mới, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xử lý cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Ông Nguyễn Thanh Nghị còn có em trai là Nguyễn Minh Chiết, hiện nay đang giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Trước khi đến với lý do kỷ luật, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng mời quý vị cùng tìm hiểu về tiểu sử chính trị của ông Nguyễn Thanh Nghị. Nguyễn Thanh Nghị sinh ngày 12 tháng 8 năm 1976, quê ở phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Tuy vậy, hầu hết thời niên thiếu của ông lại gắn bó với Kiên Giang, nơi cha ông Nguyễn Tấn Dũng từng làm bí thư tỉnh ủy. Thời niên thiếu, Nguyễn Thanh Nghị theo học ở Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh năm 1998. Sau khi tốt nghiệp, một năm sau được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Bấy giờ, ông Nguyễn Tấn Dũng đang giữ chức vụ Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2001 và 2002, ông là Giám đốc quan hệ khách hàng và quản lý dự án cho tập đoàn Beteco. Năm 2006, ông bảo vệ tiến sĩ ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng tại Đại học York Washington, Hoa Kỳ. Sau đó ông trở về Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh để làm công tác giảng dạy. Năm 2008, ông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 11 tháng 11 năm 2011, bằng quyết định số 2011, quyết định của Thủ tướng do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, phụ trách mảng kiến trúc và quy hoạch. Tháng 3 năm 2014, ông được Bộ Chính trị luân chuyển về tỉnh Kiên Giang làm Phó Bí thư tỉnh ủy. Chiều ngày 28 tháng 3 năm 2014, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa 8 nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 11, bầu Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2015, Đảng Bộ tỉnh Kiên Giang đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020, và đã bầu ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Tại thời điểm được bầu, ông là Bí thư tỉnh ủy trẻ nhất cả nước. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 5 tháng 10 năm 2020, tại quyết định số 1518 quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Kiên Giang, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Sáng ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, ông được Quốc hội Việt Nam khóa 14 bầu làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2016-2021 theo đề nghị của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính. Những sai phạm khiến ông Nguyễn Thanh Nghị bị đề nghị kỷ luật. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng là một trong những bộ trưởng trẻ nhất Việt Nam tại thời điểm được bổ nhiệm, nhưng cũng dính đến nhiều sai phạm khi còn làm ở cấp cơ sở, và những sai phạm này chỉ được đưa ra xử lý khi quyết tâm thực hiện chiến dịch phòng chống tham nhũng tiêu cực từ trung ương đến địa phương phát triển mạnh mẽ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chỉ ra công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo một bước đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng, khẳng định được quyết tâm rất cao của Đảng và Nhà nước trong phòng chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào. Chiều ngày 2 tháng 4 năm 2018, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã công bố quyết định thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quy định quản lý sử dụng đất đai, khoáng sản môi trường ở tỉnh Kiên Giang năm 2011 đến năm 2017 đã gây thất thoát hơn 2.300 tỷ đồng. Với sai phạm này, Nguyễn Thanh Nghị cùng 7 lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã tiến hành kiểm điểm và xin cùng chịu hình thức kỷ luật, rút kinh nghiệm. Trong thời kỳ thanh tra, đặc biệt là giai đoạn 2016 đến tháng 6 năm 2018, thời kỳ này ông Nghị là lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, thì Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trực thuộc đã buông lỏng quản lý về đất đai, về trật tự xây dựng đô thị, dẫn tới nhiều tổ chức cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm mục đích phân lô, tách thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ để chuyển nhượng. Kết luận thanh tra cũng chỉ ra rõ, việc buông lỏng quản lý về đất đai gây khó khăn trong việc thu hồi vốn, thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qua kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng trong thời gian vừa qua, càng chứng tỏ được rằng Đảng và Nhà nước đã thực hiện rất nghiêm tư tưởng chỉ đạo và quan điểm nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Và thành quả của cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực đã để lại một dấu ấn rất nổi bật, tạo sự đồng thuận cao ở trong xã hội và củng cố cũng như tăng cường được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Nóng bắt khẩn cấp nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quý vị thân mến, không còn khái niệm hạ cánh an toàn với bất kỳ ai. Chưa bao giờ chúng ta thấy được công tác đấu tranh phòng chống với tham nhũng tiêu cực lại tạo ra một khí thế và sự quan tâm lớn của xã hội như hiện nay. Sự quyết tâm của Đảng, lập trường rõ ràng, hành động quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh với tham nhũng đã và đang khơi dậy niềm tin của toàn xã hội. Mới đây, ông Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bị khởi tố bắt tạm giam với cáo buộc có sai phạm liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị có liên quan. Cụ thể, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Bộ Công an đang điều tra về vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò, khai thác tài nguyên, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, buôn lậu, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị có liên quan. Căn cứ kết quả mở rộng điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 5 bị can về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015. Các bị can gồm có ông Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Văn Thuấn, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Hoàng Văn Khoa, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoáng sản Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Hồ Đức Hợp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, Lê Công Tiến, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái. Ngoài ra, Bộ Công an cũng đã khởi tố, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét đối với 2 bị can về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tại khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015. Bao gồm Bùi Đoàn Như, nguyên trưởng phòng khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, Lê Duy Phương, nguyên chuyên viên chính vụ khoáng sản Tổng cục Địa chất và Khoáng sản. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 5 phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức thi hành các quyết định, lệnh tố tụng đối với các bị can nêu trên để đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đang tập trung lực lượng để củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra đối với các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, ra soát xác minh, triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước. Quý vị thân mến, những kết quả nêu trên cho thấy cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực đã lan tỏa rất mạnh mẽ, có sức bật mới, ngày càng đi vào chiều sâu với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhấn mạnh, đã trở thành một xu thế không thể đảo ngược
nhận được sự đồng tình ủng hộ của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Liên quan đến vụ việc trên, trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã bắt Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương cùng nhiều đồng phạm vì khai thác tiêu thụ trái phép hơn 11.000 tấn đất hiếm. Bộ Công an vào ngày 20 tháng 10 năm 2023 cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị có liên quan. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 6 đối tượng. Cụ thể, Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 2 điều 227 và khoản 3 điều 221 Bộ Luật Hình sự. Đặng Trần Trí, Giám đốc và Phạm Thị Hà, Kế toán Công ty Hợp Thành Phát, Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Nguyễn Thị Hiền, Kế toán Công ty Cổ phần Đất hiếm Việt Nam về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 221 Bộ Luật Hình sự. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã chỉ đạo tổ chức khai thác tiêu thụ trái phép hơn 11.233.102 kg quặng đất hiếm có giá trị khoảng 440 tỷ đồng và 152.856.646 kg quặng sắt có giá trị khoảng 192 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính với tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng, vi phạm chỉ thị số 02 chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 9 tháng 2 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, các khoản 3, 5, 7, điều 2 và điều 3, giấy phép khai thác khoáng sản số 927, giấy phép Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính còn thỏa thuận với Công ty Cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán trên 28 tỷ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế gây thiệt hại tạm tính cho nhà nước là trên 7,5 tỷ đồng. Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã làm rõ được hành vi tổ chức, chế biến, ngụy trang, che giấu, làm thủ tục hải quan gian dối để xuất khẩu trái pháp luật sang Trung Quốc số lượng đất hiếm có giá trị hơn 7,8 tỷ đồng và vi phạm quy định pháp luật về kế toán gây thiệt hại hơn 8,7 tỷ đồng tiền thuế nhà nước.